Thiết bị y tế Huế Lợi, xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay em mới có thời gian để cho các bác xem chi tiết về cái sản phẩm khung tập đi do công ty thiết bị y tế Huế Lợi chúng em sản xuất. Đây là toàn bộ cái khung tập đi cho người tai biến đây. Cái khung bên trên là dành cho người tai biến yếu đất chân hoặc là sau khi phẫu thuật, còn cái khung bên dưới nhỏ hơn đó là cái khung này dành cho trẻ em bại lão hoặc là yếu liệt chân. Đây, như các bạn có thể thấy, cái phần đệm tay đây làm bằng da, bọc xốp ở bên trong rất là êm, không làm gây đau tay. Ở bên trên này cũng phải bọc phần cao su. Đấy, đây các mối hàn đây, các mối hàn của chiếc khung rất là chắc chắn. Cái phần này là phần các con ốc, có thể chỉnh cái chiều cao tùy ý với bệnh nhân. Có thể cao lên bệnh nhân 1m85, 1m90 vẫn được, có thể chỉnh cái khung này cao lên. Đấy, hệ thống bánh xe gồm 4 bánh xe đều có thể xoay 360 độ và có phần chốt hãm. Cái phần chốt hãm này khi bệnh nhân muốn dừng lại, chúng ta khóa cái này lại, bánh xe nó sẽ không chạy. Khi chúng ta mở lên thì tiếp tục bánh xe sẽ chạy. Đây, tôi đóng giả đây là một bạn yếu liệt đây. Bạn thử đi một vòng đi ạ. Đấy, rất là dễ dàng, rất là an toàn đối với người tai biến muốn phục hồi chân sau khi phẫu thuật. Đấy, rất nhẹ nhàng. Khi mà bệnh nhân của chúng ta đã mỏi chân rồi thì đã có cái thứ nhất là cái phần đệm ra để cho bệnh nhân ngồi luôn tại chiếc khung này. Đây, cái đệm này cũng bọc bằng da rất là mềm. Đấy, được lắp như vậy. Đây, đúng rồi. Đây ạ, chúng ta chỉ cần móc thôi ạ, móc cái này vào. Đấy, là bệnh nhân chúng ta có thể ngồi luôn, ngồi nghỉ luôn tại ở chiếc khung. Đấy, anh có thể nhấc hai chân lên, để lên phần trên luôn. Đấy, cái khung này rất là khỏe, cho nên là các bác yên tâm. Không có thể nào mà mối hàn bung ra hay là không có thể gãy được cả. Đấy, các bạn yên tâm. Còn cái phần bên trên này, khi bệnh nhân chúng ta đi lại thì nó chống bệnh nhân ngã về phía trước. Đấy, phần 4 diện tích của 4 chiếc bánh xe này rất là rộng, cho nên là có thể thoải mái đi lại, tuyệt đối an toàn đối với người bệnh. Đặc biệt hơn, ngoài cái chiếc ghế ngồi này, chúng tôi có một cái điệu để khi bệnh nhân mà mới tập đi, cái điệu này giúp ích cho bệnh nhân rất là nhiều. Anh nắp này. Đấy, khi nắp cái điệu này chúng ta cũng nắp dễ thôi ạ. Đây có 4 cái móc, hai cái móc tròn thì chúng ta lắp về phía trước. Đây, chúng ta lắp vào hai cái này. Đấy, cái điệu này cũng có thể chỉnh được cái chiều cao hay là độ dài rộng tùy ý đối với mỗi người, cao hoặc thấp, béo hoặc gầy. Đấy ạ, đấy ạ. Còn cái phần móc này chúng ta móc vào cái chốt này đã thiết kế sẵn cho chúng ta hết rồi ạ. Đấy, khi người bệnh của chúng ta mới bắt đầu vận động đi lại thì chân khá là yếu, cho nên cái điệu này sản xuất ra để đỡ bệnh nhân, tránh bệnh nhân tụt hoặc là ngã. Đây ạ, đấy, anh cứ đi vài vòng cho các bác xem. Vậy, đây là cái điệu này chúng tôi chưa kéo lên, đúng ra là phải sẽ kéo cái phần mông lên trên một chút, đấy, để cái điệu này có thể giữ được cái phần chi dưới, tránh bệnh nhân tụt. Ta cái an toàn của khung này nữa lại có một cái dây đai chống ngã về đằng sau của chúng ta, cái dây đai này tránh bệnh nhân ngửa về phía sau. Đấy, cái dây đai này tránh bệnh nhân ngã về phía sau này. Đấy, cho nên là cái khung này cực kỳ an toàn tuyệt đối với người bệnh, không thể nào mà ngã trượt hay là ngửa về đằng trước thì có cái khung e-lock giữ bệnh nhân đằng trước không thể ngã được về đằng trước, đằng sau thì là có cái dây an toàn tuyệt đối đối với bệnh nhân muốn tập phục hồi chức năng chân, muốn đi lại bình thường. Đấy, ngoài ra cái khung người lớn này, đây là khung dành cho người lớn. Còn ngoài ra bên em còn một khung trẻ em, thiết kế cũng giống y hệt khung người lớn, cách sử dụng cũng vẫn như vậy ạ, nhưng mà nó sẽ chỉ nhỏ hơn thôi ạ. Vâng ạ, nhỏ hơn, thấp hơn. Đấy, còn các công dụng, các tác dụng thì vẫn như vậy. Đây, toàn bộ chiếc khung này ạ. Đấy, các bác có thể thấy các mối hàn thì rất là chắc chắn, tuyệt đối an toàn, đảm bảo cho người bệnh. Cảm ơn các bác nhé. Các bác mà muốn mua hay là đặt
sản phẩm hay là tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ số điện thoại các em đã để trên màn hình rồi. Đây, này em rất là nhiều khung đây. Đấy, còn rất nhiều trong kho nữa, em chỉ mang một vài chiếc thôi. Xin kính chào các bác nhé. Hẹn gặp lại ạ. Vâng.